换你醒来，路虽然茫茫。Ông ơi, sao ông chết thê thảm thế này? Tránh ra, cút đi. Người tốt bụng ơi, cho ta xin tiền đi. Tránh ra, nhìn cho bà nhìn, thứ hại tai chơi. Người tốt bụng ơi, cho ta ít tiền đi. Cho ta ít tiền đi. Người tốt bụng ơi, người tốt bụng ơi, này cô đệ, cho ta mượn cái bát này nhé. Làm gì thế? Trả tiền lại cho ta. Đứng yên, chính là hắn ta, chính hắn đại ca, chính là hắn ta, không phải là ta thật mà. Đại ca, thật sự không phải ta đâu. Thần kỳ đáng nghi hơn đại ca. Đừng chạy, đứng lại, đứng lại. Vị thích thiên cương, hộ vệ thiên đình, yêu ma trốn chiêu. Ngươi mù à, cút đi, ta xin lỗi. Làm sao mà sống nổi đây? Khách quan, đến tiệm quan tài của ta mua một cổ quan tài đi. Không cần đâu, mua cổ quan tài để sẵn trong nhà đi. Không cần đâu, chẳng lẽ ngươi không bao giờ chết sao? Nào, uống cạn, uống đi. Khách quan, ông chủ muốn uống gì? Lấy một bát nước trắng. Nước trắng sao? Đồ nghèo mạt rệp. Hôm nay không say không về, không ai được tỉnh nhé. Uống đi, đồ nghèo khổ. Kẻ nào có ám khí gì? Ai đã lấy màn thầu làm ám khí? Lão bắt lại đâu? Có phải là ngươi không? Lão tất kim tiền, ngươi ngậm máu phun cười hả? Các quý đệ chém hắn ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cho ta qua giới, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Con cháu nhà họ Ninh bất hiếu, Ninh thái thần không thể về quê bái tổ, đành phải cúng kiến sơ sài, mong liệt tổ liệt tông đừng quở trách. Bức tranh đẹp thật, để đây thì thật là đáng tiếc đấy. Có yêu khí. Yến Xích Hà, cô đừng có chạy. Ôi trời ơi, Trị Thu Nhất Diệp, cô đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm rồi, cô thấy mệt không? Văn không nhất, võ không gì, pháp thuật cũng thế. Hôm nay ta nhất định phải phân cao thấp với Quynh. Bớt nói nhảm đi. Có vui không? Định thân phù. Quý đệ, mượn cậu một lát. Quý làm thật à? Ai đùa với Quý chứ?
vẫn chưa lắng khôn chút nào à? Trị thù nhất kịp, ta không đùa với Quynh nữa. Yến Xích Hà, Quynh đừng đi. Phong Lôi Vũ Điện, Tứ Tượng Đồng Quy. Bắt đầu. Đừng đi. Ai cứu ta chơi? Quên đừng đi. Tranh đâu? Có kẻ ngốc đến thế sao? Xem như là cười may mắn. Tại cứ ép ta cả đấy. Đứa trẻ này không phải là của ta. Chắc chắn không phải là của ta. Ai đấy? Ta nhìn thấy ngươi rồi. Có ai không? Xin hỏi có ai không? Có ai không vậy? Xin hỏi. Sao lại là Quynh? Cô nương, chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa? Thất lễ rồi. Tại hạ là Ninh Thái Thần, đang trên đường lên kinh ứng thí đi ngang qua đây. Không biết có thể xin tá túc một đêm không? Quấy trễ cô nương rồi. Công tử à, nếu không chê bai, Quynh cứ ở đây tá túc một đêm đi. À,
Phải làm phiền cô nương. Làm phiền cô nương. Cô nương đi nhanh thật đấy. Mời vào. Cô nương, chỗ cô lạnh quá. Công tử có vẻ là Diễm Phong Hàn rồi. Hãy uống tách trà nóng trước đi. Cũng được, cũng được. Âm thanh gì vậy? Công tử à? Công tử à? Chắc là có gì đó bị rơi. Không sao cả. Không không, nếu là vật gì quý giá bị rơi thì sao? Ta xem giúp cô nhé. Công tử à? Quỳnh xấu lắm đây. Làm hỏng váy của người ta rồi. Ta không cố ý đâu. Ta không cố ý đâu. Công tử à, ta lạnh quá. Nhưng ta nóng lắm. Ta xin lỗi cô. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Không được, không được. Không được. Phi lễ, phi lễ, phi lễ chớ nghe. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Quang minh chính đại, quang minh chính đại. Sao mình lại làm thế được chứ? Ninh Thái Thần, người chính là cục đá này. Người chính là cục đá này. Xin lỗi nhé, ai đó? Xin lỗi. Có phải ngươi không? Xin lỗi, xin lỗi. Có phải ngươi muốn chết không? Ta đánh chết ngươi đây. Ta xin lỗi mà. Là ông mà. Không phải ta. Đúng là đi mòn chạy sát tìm không thấy. Đến lúc tìm thấy chẳng phí công. Ông hại ta thê thảm thế này. Một câu xin lỗi cũng không có sao? Ông đừng có giả thần giả quỷ nha. Đừng bảo là ông sắp nói có yêu quái đó chứ. Có yêu quái? Ta biết ngay là ông nói thế mà. Thiên địa pháp linh, vạn lý truy tung. Có yêu quái thật sao? Yêu quái này không đơn giản đâu. Có phải là voi chó hơi to không? Thứ này của ông đang hỏng rồi phải không? Tránh ra. Ah!
Sao lão lão lại đến đây? Tinh khí thơm quá đi mất. Yêu bà thối tha, hôm nay ta sẽ bắt ngươi hiện nguyên hình. Ngũ hành chi linh, linh khí hóa hình, thái cực hành hình, dịch sử lôi binh, phong lôi địa động lệnh. Đánh ta làm gì? Đánh hắn kìa. Bỏ đi, để ta. Tiểu pháp sư, ngươi còn hơi non tay đấy. Thả cậu ấy ra, cứu tay giới. Cứu tay giới. Tình khí thuần dương, chính là ngươi đây rồi. Yêu bà thối tha, mau thả cậu ấy ra. Kiếm hồi tu chu. Cô đơn, là cô sao? Này, ai cần huynh giúp chứ? Đó là lúc nào rồi, còn cứng đầu sao? Cô đơn, cẩn thận nhé, chỗ này rất nguy hiểm. Cô cứ ở sau ta. Cô đơn, cô đã. Cô nương. Cô nương ơi. Cô nương. Cái tình ngốc này. Cô nương, nhỏ tiếng thôi. Cô nương, cô vừa đi đâu vậy? Thiên đảng bát hoang, thiên cương ngũ ly hỏa. Cô lại cứu ta lần nữa rồi, ta còn chưa biết tên cô. Ta là Diệp Tiểu Thiến. Diệp Tiểu Thiến, tên hay thật. Tên thầy bắt yêu khốn kiếp. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tại sao các người lại đối đầu với ta? Người giết kẻ ác ta mặc kệ. Nhưng người xem cậu thư sinh này, tuy không phải là kẻ có số đế phương, nhưng mặt mày thanh tú khí khái bất phàm, chẳng khác ta là bao. Trông thế nào cũng không đáng chết. Người đúng là lắm chuyện. Tên thư sinh này ta phải bắt cho bằng được. Không để mặt chứ gì. Ta sẽ xơi luôn hai người. Hắc hồn cốt tiêu. Hắc sơn lão yêu đang gọi ta. Xem như các người gặp may đấy. Chưa gì đã chạy rồi, ta còn chưa đánh sướng tay nữa. Nhóc con, cậu thế nào rồi? Mạng cậu lớn thật đấy. Xem ra Diêm La Phương không chịu nhận cậu rồi. Cậu ta thế nào rồi? Yên tâm đi, tà khí nhập thể thôi. Ta đã giúp cậu ấy trừ hết rồi. Sao quên lại chọc kẹo tên lão yêu quái đấy nữa? Chẳng phải là vì cậu ta sao? Nửa đêm canh ba rồi, cậu đến đây làm gì thế? Ta lần theo yêu khí của lão yêu quái đến đây. Nếu hai người đã không sao, vậy ta cũng nên đi thôi. Huynh không được đi, tại sao?
Bởi vì cuộc tỉ thí giữa ta và Quynh chưa kết thúc mà. Lão yêu quái là tới rồi. Ở đâu? Ở đâu? Lại bày trò. Quynh đừng đi. Quynh chờ ta với. Hắc hồn cốt tiêu triệu ta tới đây, không biết Hắc Sơn lão già có gì căn dặn. Chuyện xuất giá, về nói với ông ấy, 3 ngày sau cứ cho người đến đón. Tên thầy bắt yêu khốn kiếp, làm tổn hao nguyên khí của ta. Mang thứ vô dụng kia tới đây. Đừng có tưởng ta không biết. Nói, tại sao hết lần này tới lần khác thả tên thư sinh kia đi? Lão lão bớt giận. Nếu như không có hai tên thầy bắt yêu kia, có lẽ là Tiểu Thiến đã thành công từ lâu rồi. Chưa chắc đâu. Tên thầy bắt yêu thối tha, ta sẽ cho các người chết thê thảm. Lão lão, xin bà bớt giận. Thầy bắt yêu không thể bảo vệ tên thư sinh đó cả đời được. Chi bằng để Tiểu Thiến thử lại lần nữa xem. Nếu như thất bại, phạt mùi ấy cũng chưa muộn đâu. Lão lão, Tiểu Thiến mùi ấy đã thất bại một lần rồi. Hay là người cho Tiểu Thành ra tay đi. Ở đây ai cho phép người lên tiếng hả? Tiểu Thiến à, lão lão luôn yêu thương người nhất. Tình khí tuần chương trên người tên thư sinh kia rất quan trọng với lão lão, phải lấy về cho bằng được. Nếu không, đừng làm ta thất vọng. Dạ. Mình đang ở đâu vậy? Hỏng rồi, mình phải nhanh chóng lên đường. Đừng lo, phía lão lão tỷ sẽ xin tha mạng cho muội. Nước sâu thăm thẳm, số phận đã định rồi. Chúng ta như lông nổng trên dòng nước, chỉ chìm không nổi, không bao giờ thoát ra được đâu.
Muội không phải lông ngỗng, rồi sẽ có ngày muội sẽ rời khỏi nơi này thôi. Ngày nào chuông trói hồn còn trên người, chúng ta phải ở mãi nơi này thôi. Trong mắt lão lão, muội là con rối của bà ấy. Mưa to quá. Có ngồi biếu hoàng, tốt quá. Lan dược tự. Có yêu quái. Có yêu quái kìa. Ta giống yêu quái lắm sao? Ông là ông trâu chài. Cái gì mà ông trâu chài? Ta tên là Yến Xích Hà. Yến Xích Hà. Nhỏ tiếng thôi. Ở đây có rất là nhiều người đang ngủ đấy. Phá giấc mơ của người khác, coi chừng cậu chảm thọ đấy. Nửa đêm nửa hôm, cậu chạy đến đây làm gì? Ta đến để xin ở nhờ. Ở nhờ hả? Sao không xem thử ở đây có những ai đang ở nhờ? Chẳng lẽ là người chết sao? Đúng vậy. Đi nào, đi theo ta. Bỏ đi. Hay là ta không đi nữa. Không đi nữa. Bên ngoài đang mưa to như thế, âm khí lại nặng nề. Đúng lúc là yêu quái đang ở ngoài đấy. Đi nào. Ta sắp xếp cho cậu một căn phòng. Yên tâm, chỗ này an toàn lắm. Lạ gì, ngôi chùa lớn thế này sao lại bị bỏ hoang? Lúc trước chỗ này là phủ đệ của quan lại. Sau này không biết vì sao cả nhà bỏ mạng sau một đêm. Người ở đây muốn trấn áp sát khí nên gom góp ngân lượng xây một ngôi chùa. Ai ngờ mới vừa xây xong, trụ trì chết không rõ nguyên nhân. Những người còn lại, người thì bỏ chạy, người thì bỏ đi. Cuối cùng chỉ còn lại những hài cốt không ai đến nhận này. Vậy sao ngài lại ở đây? Lẽ nào ngài cũng không có chỗ ở sao? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Coi chừng bị rút lưỡi đấy. Đây chính là phòng của cậu đấy. Ta ở một mình sao? Thế nào? Chẳng lẽ ta ngủ cùng cậu sao? Không cần. Cầm lấy đi. Cho cậu mượn quyển chú phục yêu này, dùng để tránh tà đấy. Làm thế nào? Gặp phải yêu quái thì lấy ra mà đọc. Nghe thấy tiếng gì cũng đừng có mở cửa. Phật này sống không mang đến, chết chẳng mang đi, chỉ bằng để lại làm chút công đức. Yêu khí. Chạy đi đâu? Muốn chạy sao? Không dễ thế đâu. Cứu ta chơi, ta không sợ ngươi đâu. Cứu chơi. Cứu chơi. Cứu chơi. Cứu chơi. Cứu người quan trọng.
Cứu với. Diêm Tiểu Thiến, cỏ xanh mơ mẫn, xương trắng mập mờ, người mà ta tìm ở bên dòng nước. Cô đang nói gì vậy? Ý ta nói, không ngờ rằng ta có thể gặp cô ở đây. Tiểu Thiến à, Tiểu Thiến, cô sao thế? Phim được thuyết minh bởi tv2.org. Cả nhà của ta bị yêu quái hại chết rồi. Nếu không phải ta nhanh chân trốn được đến đây, chắc có lẽ ta cũng đã... Tiểu Thiến à, cô đừng sợ. Đừng sợ. Tiểu Thiến à, cô làm gì vậy? Làm chuyện mà nam chân các huynh muốn làm. Tiểu Thiến à, cô thay đổi nhanh quá đấy. Không được đâu Tiểu Thiến, không được, không được Tiểu Thiến à. Cô làm hỏng y phục của ta rồi. Tâm có thể loạn, y phục không được loạn. Không đúng, không đúng. Tâm không được loạn, y phục có thể loạn. Tâm không được loạn. Tâm không được loạn. Cô sợ ta lắm sao? Không phải thế. Thế sao cô lại trốn ta? Ta... Có yêu quái. Ta sợ quá. Yêu quái ở đâu vậy? Yêu quái ở đâu? Đừng sợ. Đừng sợ. Yêu quái. Tiểu Thiến, cô sao thế? Đây là gì thế? Đây chính là chú phục yêu. Phải rồi, cô cầm cái này đi. Yến Xích Hà nói, chỉ có yêu quái mới sợ cái này thôi. Lẽ nào cô là yêu quái sao? Không thể nào. Xinh đẹp thế kia sao có thể là yêu quái được chứ? Yêu quái mới xinh đẹp thế này. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến. Cô đi đi. Quỳnh thả ta đi sao? Cô mau đi đi. Yến Xích Hà mà đến cô đi không được đâu. Lần này Quỳnh thả ta đi, ta sẽ không cảm kích Quỳnh đâu. Quỳnh đừng hối hận. Tiểu Thiến, tiếc rằng cô ấy là yêu quái. Nếu là người thì tốt biết mấy. Tên trâu dài kia có bản lĩnh đấy. Hôm nay suýt nữa là rơi vào bẫy của hắn ta. Người ta cần tìm ở bên dòng nước.
Hôm nay mùi có gì đó khác thường. Làm gì có. Sớm muộn gì hắn cũng chết trong tay của lão lão. Mùi đừng có vì hắn ta hủy hoại chính mình. Mùi biết Tiểu Thiến, nam nhân là thứ bẩn thỉu. Họ tốt với mùi là vì mùi có giá trị với họ thôi. Một khi mùi hết giá trị, họ sẽ vứt bỏ mùi đi. Tỷ yên tâm đi. Khi nào trời tối, mùi sẽ ra tay. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Cô nương tốt đẹp như thế, sao lại là yêu quái chứ? Tối qua ngủ ngon không? Ta ngủ rất là ngon. Thế gian này hỗn loạn thế kia, sao cậu không học chút võ công phòng thân, đọc nhiều sách có ích gì chứ? Ông không hiểu gì cả. Chính vì sống trong loạn thế mới nên đọc sách thánh hiền. Yến Xích Hà, ông lợi hại như vậy, sao không ra ngoài tạo dựng đại nghiệp? Cậu hỏi nhiều làm gì? Đó đọc sách thánh hiền của cậu đi. Ta thấy ông cũng không giống người xấu. Nếu như ông chịu đọc sách tử tế, sau này chắc chắn là một vị quan tốt. Quan tốt, đúng vậy. Từng tuổi này thôi bỏ đi. Sách của ta cháy rồi. Lão lão, Tiểu Thiến sao còn chưa về ta? Người không lo thật sao? Các người thật sự quá vô dụng. Lần này lão lão nhất định phải dùng tinh khí thuần dương của tên thư sinh đó. Thiên ma chỉ tổ 300 năm rồi, chắc các người cô đơn lắm. Đã là lúc ra ngoài đi dạo rồi. Ăn thôi, ăn thôi. Các người không bị kẻ thù giết hại thì cũng là chết nơi đất khách. Nhưng như thế cũng tốt. Thời thế loạn lạc chứ chị, nhắm mắt lại thanh tịnh biết bao. Nào giống ta. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, lại có yêu khí, náo nhiệt ghê nhỉ. Đóng cửa rồi, các người về đi. Trời có thiên thần, đất có địa kỳ, thiên chân tôn giá, phàm chân tỵ đuôi. Yêu khí ngập trời, còn dám tự xưng thiên thần. Tên phàm chân hèn mọn, dám chường oai trước mặt bổn tọa. Thank you.
Giết không tha, giết không tha, giết không tha. Ở yên cho ta, phong ấn, ngủ một giấc ngon đi. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến sao muội lại ở đây? Tiểu Thiến, muội mau đi đi. Yến Xích Hà đến là muội không đi được nữa đâu. Nhanh lên. Tiểu Thiến, muội sao thế? Huynh không biết. Lần trước muội đến để giết huynh sao? Tiểu Thiến, nếu tính mạng của ta quan trọng với muội như thế, vậy thì muội lấy mạng ta đi. Đồ ngốc, mau đi đi, đợi tới khi lão đạo đến huynh sẽ không đi được nữa đâu. Vậy muội phải làm sao? Ta tự có cách, huynh không phải lo. Không, chúng ta cùng đi. Yến Xích Hà, Tiểu Thiến, muội chờ ta ở đây, đừng đi đâu đấy. Yến Xích Hà, Yến Xích Hà. Yến Xích Hà, đứng lại đi, nguy hiểm lắm, đừng qua đây. Yến Xích Hà, ông không sao chứ? Có cần ta giúp không? Đi lấy kiếm cho ta. Kiếm mà, được, kiếm. Tiểu Thiến, sao lại có một con yêu quái nữa? Muội ấy là bạn của ta. Chỗ ta cũng có hai người bạn, có cần giới thiệu cho cậu không? Không cần đâu, không cần đâu. Ném kiếm đến đây cho ta. Bắt lấy này. Chỉ bị lệch một chút thôi. Này, nơi này rất nguy hiểm, mau đi thôi. Hãy
Tên cao to đã không ổn rồi. Đến lượt tên chót chưa cười đây. Mau đi thôi, mời cả thiên ma dị tổ ra. Chắc chắn lão đảo đang ở gần đây thôi. Chú Phục Yêu, chú Phục Yêu, không kịp nữa đâu. Chú Phục Yêu của ta. Lão lão, lão lão, con nói không sai đúng không? Ả đã yêu người đàn ông đó rồi. Nếu chúng ta không đi theo, ai biết sẽ bị ả lừa đến bao giờ. Tại sao muội tin tên đàn ông đó sao mà không chịu nghe lời tỷ? Song song, hãy nghe muội giải thích đi. Yêu quái kìa, nhìn xem, đây là đàn ông sao? Tiểu Thiến, lão lão luôn yêu thương ngươi nhất. Nếu người muốn lấy chồng, ta có thể gả người cho Hắc Sơn lão yêu. Đừng mà. Lão lão, con xin bà, xin bà đừng gả con cho Hắc Sơn lão yêu. Con xin bà. Lão lão, tại sao cô lại làm vậy? Bởi vì ta thích Tiểu Thiến, ta không thể bỏ muội lại được. Ta phải cứu. Hạng người đứng núi này trong núi nọ, người dám phản bội ta? Từ bây giờ bà không thể khống chế ta nữa. Tiểu Thiến, tâm kiếm hợp nhất, bát phương triều quy. Thư sinh thối, ai cho cậu chạy lung tung hả? Không kịp rồi, đi thôi. Này, còn Yến Xích Hà nữa. Tên bắt mà thối tha, lại làm hỏng chuyện của ta. Nói nhảm. Lão yêu bà, hôm nay Yến Xích Hà ta sẽ nhổ người cả gốc lẫn rễ. Huyết hải tán thiên. Thank you.
thiên cực vô địa, càn khôn tá pháp, quân ma loạn vũ. Chính quy vô cực. Lão yêu quái, ta phá đạo hạnh ngàn năm của ngươi, xem ngươi còn hại ngươi được không. Tên bác mà thối tha, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đi mà nói với Duyên Phương đi. Chờ trăm năm sau ta tái sinh, ta sẽ truy sát ngươi đời đời kiếp kiếp. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến à, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, muội sao rồi? Có bị thương không? Lão yêu bà kia đâu? Bà ta có làm hại muội không? Nơi này rất an toàn. Muội không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Chúng ta đang ở đâu thế? Trước đây cha muội là quan chức phẩm đương triều, tay nắm trọng quyền, cũng vì thế mà đắc tội rất nhiều người. Sau này kẻ thù tìm đến, cả nhà bọn muội 120 mấy người, không một ai trốn thoát. Sau đó lão lão đã dẫn muội đi, biến muội thành yêu. Không ngờ cuộc đời của muội lại lận đận như thế. Không sao đâu Tiểu Thiến, sau này ta sẽ không để cho muội chịu khổ nữa đâu. Cũng không bao giờ ép muội làm chuyện muội không muốn làm. Chờ khi trời sáng ta sẽ đưa muội đi. Trời đất rộng lớn, rồi sẽ có nơi cho chúng ta chung thân. Đừng nói nữa. Trời sáng quên hãy đi đi, đừng đến gặp muội nữa. Tại sao vậy Tiểu Thiến? Muội còn sợ lão yêu bà đó sao? Muội, hắn đến rồi. Ai đến? Hắn đến tìm muội rồi. Ai đến thế? Quên mau đi đi. Tiểu Thiến, 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 Ninh Thái Thần, Tiểu Thiến, đừng đi theo, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần, Tiểu Thiến. Ninh Thái Thần, quên đi đi, đừng đến tìm muội nữa. Quên mau đi đi, đi đi. Tiểu Thiến,
Tiểu Thiến, Bụi đâu rồi? Tiểu Thiến, Tiểu Thiến à? Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến à? Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, thử xin thối, cậu muốn chết sao? Xin ông, hãy cứu Tiểu Thiến đi, ta cầu xin ông. Cậu thấy phiền không? Ta là thầy bác ma, làm sao mà đi cứu yêu quái được? Tuy Tiểu Thiến là yêu, nhưng một ấy lương thiện hơn rất là chiều người. Nếu một ấy cũng bị đuổi cùng chiếc tần, phải có còn thiên lý không? Đừng có nói nữa, không có thiên lý đâu. Hắc Sơn lão yêu đó có đạo hành phàm tâm, lão yêu bà âm không ra âm, dương không ra dương kia, không thể sánh được với hắn ta. Xem như ta cầu xin ông đi, giờ chỉ có ông mới có thể cứu được cô ấy. Hắc Sơn lão yêu ở Hắc Sơn giới, người bình thường không vào được đâu. Nếu cậu muốn vào thử xem, trừ khi cậu chết thôi. Được, ta chết. Cậu không sợ chết thật sao? Chỉ cần cứu được Tiểu Thiến thì chết có là gì chứ? Thử sinh thối, thiên đạo vô tình, có rất là nhiều chuyện không phải muốn là được đâu. Bởi vì ta đã hiểu rõ điều này nên mới trốn ở Lan Dược Tự. Trốn được lúc nào hay lúc đó thôi. Ông trốn được nhất thời, có thể trốn được cả đời không? Trốn chùa trốn lũi có khác gì chết không? Ông làm gì thế? Hắc Sơn lão yêu một mình ta không thể đối phó được đâu. Ông chịu giúp ta rồi sao? Ông chịu giúp Tiểu Thiến rồi sao? Xem như ta xui xẻo đi. Tốt quá rồi. Chuyện này hy vọng mong manh. Ta hỏi cậu lần cuối, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Rồi, ta nhất định phải cứu Tiểu Thiến. Thanh kiếm này là của sư phụ truyền cho ta, đúng lúc cho cậu mượn. Vào thời khắc quan trọng, nó có thể giúp ích cho cậu đấy. Nơi đó, ta có vài người bạn, họ sẽ dẫn cậu đi. Nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng phải quay về trước khi trời sáng. Bằng không, cậu sẽ phải ở lại Hắc Sơn giới mãi mãi. Hắc Sơn đạo, vô hồi đầu, lăng phân độ, quá nhược thủy, bán bộ ra, tự cầu phúc. Thiên địa vô cực, càn khôn tá phát, khí tượng hóa hình, bách nghiệp, môn khai. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. U Minh dẫn đường, địa ngục không cửa. Vô hình vô tướng, bách nghiệp quấn thân. Xin chào, cho hỏi làm sao để đến được Hắc Sơn đạo? Lên đây đi. Cho hỏi người đến Hắc Sơn giới để làm gì vậy? Chàng trai trẻ, ta muốn đi cứu Tiểu Thiến. Mùi ấy bị Hắc Sơn lão yêu bắt đi. Người biết Hắc Sơn giới là nơi thế nào không? Hắc Sơn giới là nơi thế nào đi nữa? Ta cũng phải tìm được mùi ấy. Thú vị đấy, thú vị đấy. Cầm lấy đi. Tìm Tiểu Thiến ư? Chúng ta đi thôi.
Ở đây này. Đây này. Đến đây nào. Ta đang ở đây. Ở đây này. Đoạn đường còn lại cậu phải dựa vào chính mình rồi. Sự Thiến, Sự Thiến. Là muội phải không Tiểu Thiến? Ninh Thái Thần, muội ở đây. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần, Tiểu Thiến, muội ở đây. Tiểu Thiến. Ninh Thái Thần. Tiểu Thiến, ta đến đây. Ninh Thái Thần. Sao Quỳnh đến đây? Ta đến cứu muội. Quỳnh biết nơi này là nơi nào không? Quỳnh muốn chết sao? Không, ta sẽ không bỏ mặc muội đâu. Quỳnh mau đi đi, ta không đi được đâu. Hắn mà đến, Quỳnh sẽ không đi được đâu. Tên thư sinh thối này, cậu không ra thì cậu phải ở lại hát sơn chế mãi mãi đi. Ta sẽ không bao giờ bỏ mặt muội đâu. Giết Tiểu Thiến. Hắn đến rồi, đi. Song Song, đi mau.
Song Song, đi mau đi, đi thôi Song Song. Tiểu tử thối, bắt lấy. Song Song, đi mau. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, sao bây giờ mới chịu ra hả? Điều khí mạnh quá, phụ khắp 800 dặm. Giết Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, giết Tiểu Thiến. Tiểu Thiến à, giết Tiểu Thiến. Cỏ đó làm gì? Chạy đi, mau chạy thôi. Yến Xích Hà, Yến Xích Hà, Hắc Sơn lão yêu, có bản lĩnh thì chém vào ta đi. Kiếm hóa vạn thiên, sao bây giờ mới đến hả? Xin lỗi nha, trên đường bị lỡ chút thời gian. Sao quên lại trêu phải tên yêu quái to lớn thế này, nói ra dài dòng lắm, lo làm ăn đi. Được, cẩn thận. Tiểu Thiến à, Tiểu Thiến, cẩn thận. Tiểu Thiến à, Tiểu Thiến, muội không sao chứ? Tiểu Thiến, đây là khóa yêu trận của Hắc Sơn lão yêu, chúng ta không ra được đâu. Đi thôi. Nghe rõ đây, ta tấn công chính quân yểm hộ. Ta yểm hộ sao? Đến đây. Quân làm gì thế? Hành động đi. Được, ngũ hành chi linh, linh khí hóa hình, thái nhất hành hình, dịch sứ lôi binh. Phong lôi địa động lệnh.
Lão Huynh à, chiêu của Huynh không hữu dụng rồi. Huynh biết gì chứ, ta yểm hộ mà. Ta phải làm sao đây? Cứ thế này không ổn đâu. Hắc Sơn lão yêu này lấy Hắc Sơn làm gốc, hấp thụ 10 vạn oán khí hóa hình. Chúng ta đánh thế này hoàn toàn không tổn thương được căn cơ của hắn ta. Vậy phải làm sao? Muốn dập tắt nguyên thần của hắn chỉ có cách vào trong cơ thể của hắn. Quỳnh chống đỡ đi, ta vào trong. Sao hai người còn chưa đi hả? Không ra ngoài được. Được chưa vậy? Kiếm của ta không phá được nguyên thần của hắn ta. Mau nghĩ cách đi. Thư sinh thối, dùng chú phục yêu đi. Chú phục yêu. Dùng thế nào đây? Ném ra. Đình Thái Thần, ta không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Thiến, đừng mà, mùi sắc hồn phi phát tán đấy. Nhanh lên. Đừng mà, đừng mà Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến. Thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Tiểu Thiến à, Tiểu Thiến, đó là gì thế? Hắc Sơn lão yêu hại người vô số, hiện giờ đã kích dẫn chuyển yêu luân hoạt động, yêu quái bị hút vào chuyển yêu luân đều có thể tái sinh làm người. Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần, Ninh Thái Thần, đừng mà. Đừng mà Tiểu Thiến, đừng mà Tiểu Thiến, đừng mà. Buông tay ra. Linh hồn của cô ấy sắp cạn kiệt rồi. Cậu phải cho cô ấy vào chuyển yêu luân mới có thể có một cơ hội. Bằng không mãi mãi sẽ không thể siêu sinh. Buông tay ra. Đừng mà, đừng mà. Vẫn chưa biết tên của cô. Ta là Diệp Tiểu Thiến. Diệp Tiểu Thiến, Huynh làm hư y phục của ta rồi. Huynh thả ta đi. Chờ Yến Xích Hà đến, cô sẽ không đi được nữa đâu. Ta thích Tiểu Thiến, ta không bỏ muội một mình đâu. Ta phải cứu. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến. Tiểu Thiến.
Yến Xích Hạ, có phải ta không thể gặp lại Tiểu Thiến không? Cô ấy mà là yêu, gặp được thì sao nữa? Sau này liệu ta có gặp lại được cô ấy không? Trong biển người mênh mông này, không biết lúc đó liệu có thể có duyên phận lướt qua nhau không? Mong là thời thế nhân gian lúc đó không bạc bẽo như thế này. Yến Xích Hạ, dạo này ông vất vả nhiều rồi, không ở thêm vài ngày sao? Hiếm khi chúng ta nói chuyện được với nhau, thế mà cậu lại đòi đi sao? Ta không ở lại được, ta còn phải vào kinh ứng thí. Thời thế như vậy, công danh có lại gì? Nguyện làm chó thái bình, không làm người loạn thế, chi bằng ở lại đây đi bắt ma với ta, tự do tự tại. Làm sao bắt hết yêu ma được? Ta phải thi lấy công danh, làm một vị quan tốt, để thế gian không còn cười chết oan. Đây mới là nhân gian chính đạo thật sự. Thư sinh thối. Nhà nhìn xem bức tranh này thế nào. Công tử thật tin tưởng. Lão cha nhà chúng ta không thích, cho ngươi này. Được. Tiểu Thiến, phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
生死。